23 tháng 5 năm 2021, ngày hội của toàn dân và cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2021, ngày 8 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tam Đường. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Thực hiện chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bám sát kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, huyện Tam Đường đã ban hành các văn bản lãnh chỉ đạo chuẩn bị các bước cho cuộc bầu cử. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo cuộc bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo. Huyện cũng đã xây dựng đề án về cơ cấu nhân sự đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử tại 13 trên 13 xã thị trấn. Dự kiến số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 32 đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 227 đại biểu. Trong đó số lượng đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 75 đến 80%, toàn huyện có 7 đơn vị bầu cử và 111 tổ bầu cử. Cùng với công tác hiệp thương giới thiệu đại biểu, công tác tuyên truyền cũng được huyện quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ quan thông tin tuyên truyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Toàn huyện đã tổ chức 217 hội nghị tuyên truyền cho hơn 18.600 lượt cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, phát động phong trào thi đua với chủ đề đoàn kết sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Tam Đường. Đồng chí cũng đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền từ huyện đến từng thôn bản để người dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Về việc hiệp thương giới thiệu nhân sự, cần lựa chọn người ứng cử có phẩm chất, năng lực xứng đáng là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, cần xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại hai xã Giang Ma và Sơn Bình. Chiều 8 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Sùng A Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các tổ chức thành viên, đại diện Hội đồng bầu cử tỉnh và cán bộ làm công tác bầu cử các huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn các nội dung, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, giới thiệu các bước thực hiện trình tự thủ tục tổ chức các cuộc họp, thành phần tham dự các cuộc họp, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, hướng dẫn các biểu mẫu biên bản các hội nghị, đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn về nội dung hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn quy trình thực hiện mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân của các cơ quan tổ chức đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021 và thời gian nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 đến 17 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận những nội dung chưa rõ vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện để được trả lời trực tiếp. Những nội dung vượt cấp quá thẩm quyền của ban tổ chức được ghi nhận tổng hợp gửi lên các cơ quan liên quan để trả lời bằng văn bản. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 chiều 8 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội đã được nghe lãnh đạo xã Lùng Thàng báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của xã, đồng thời thông báo tới cử tri xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 với những nội dung chính như xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua buổi tiếp xúc cử tri, nhân dân xã Lùng Thàng đánh giá cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, đồng thời mong muốn nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ bà con vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn để người dân phát triển kinh tế, mong muốn nhiệm kỳ tới Quốc hội tiếp tục bầu ra những đại biểu để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển và đổi mới. Sáng 8 tháng 3, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Vũ Thị Huyền, trưởng ban văn hóa Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến làm việc với xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn về việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. Nậm Pì là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn. Toàn xã có 574 hộ, 2.560 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào người Mông, Mảng, chiếm 90%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 275 hộ, chiếm 48%. Triển khai thực hiện nghị quyết số 33 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 có liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân xã Nậm Pì đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân các xã đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn. Việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn xã được triển khai các dự án hỗ trợ giống lúa thuần, giống ngô lai, hỗ trợ trồng quế, hỗ trợ chăn nuôi gia súc, hỗ trợ khai hoang ruộng nước, hỗ trợ máy làm đất, hỗ trợ các dự án trồng trọt, từ đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giúp tăng thu nhập cho nhân dân. Bên cạnh đó, xã cũng đã triển khai thực hiện nghị quyết số 25/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2018-2020, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn thuộc chương trình 30A-135 về các dự án trồng trọt, trồng cây sa nhân tím được 35 ha, trồng xoài Đài Loan, trồng lê VH6, hỗ trợ sản xuất đề án ba dân tộc, cống, mảng, la hủ, đồng thời từng bước làm chuyển biến nhận thức của nhân dân vươn lên trong thực hiện giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 hàng năm là ngày tôn vinh những đóng góp lớn lao, những thầm lặng của người phụ nữ cho gia đình và xã hội. Đây là dịp để một nửa thế giới nhận được sự quan tâm, tôn trọng và chia sẻ với những khó khăn trong công việc và gia đình. Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ, những mong muốn và lời chúc ý nghĩa tới các bà, các mẹ và các chị em phụ nữ. Mình xin được chúc tất cả các chị em phụ nữ chúng ta là luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng và tự tin trong mọi tình huống. Nhân dịp này thì là cũng cho tôi gửi lời chúc tới các bà cũng như là các mẹ và tất cả các chị em là lời chúc mừng là tốt đẹp nhất và nhân ngày 8 tháng 3 để chúc các mẹ cũng như là các chị và các chị em là sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn đối với chị em trong ngành ngân hàng cũng như là ngân hàng nông nghiệp nói chung thì là cũng sẽ là hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ được giao, là gia đình thì là mạnh khỏe, nuôi dạy con cái thì là ngoan giỏi và gia đình là gặp nhiều hạnh phúc và nhiều may mắn.
Mình cũng xin gửi lời chúc tới toàn thể chị em phụ nữ luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và luôn là những người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang. Bản thân mình thì không quá quan trọng những cái món quà về vật chất. Tuy nhiên là mình cũng rất mong nhận được những món quà, thứ nhất là tinh thần, thứ hai là một chút gì đấy mà để chị em phụ nữ có thể cảm thấy là vui vẻ và hạnh phúc hơn trong ngày này. Thay mặt cho chị em thì tôi cũng đại diện cho Agribank chi nhánh tỉnh Lai Châu xin kính chúc toàn thể chị em không chỉ là của ngành ngân hàng mà chúc mỗi chị em luôn luôn xinh tươi, thật nhiều sức khỏe, có nhiều thành tích và đạt được những kỳ vọng mà không chỉ xã hội mà gia đình đều mong muốn. Tôi cũng không biết nói gì hơn nhân ngày 8 tháng 3 chúc cho tất cả chị em phụ nữ trong tỉnh Lai Châu nói riêng và cũng toàn cả nước Việt Nam chúng ta luôn có một sức khỏe dồi dào, là hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, là tôi mừng rồi. Thưa quý vị khán giả, tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021 đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của nữ công chức viên chức, phụ nữ mọi lứa tuổi trong toàn tỉnh. Chương trình được tổ chức với mục đích là tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ hội viên phụ nữ Lai Châu trong gìn giữ phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lai Châu, tất cả nữ nhân viên đều mặc trang phục áo dài trong quá trình làm việc. Tại Agribank, việc xây dựng thương hiệu luôn được ngân hàng đặt lên hàng đầu. Ngân hàng cũng quy định vào các dịp đặc biệt và ngày cụ thể, nhân viên sẽ mặc đồng phục áo dài màu đỏ đô, qua đó tạo hình ảnh thân thiện với khách hàng, đồng thời thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đối với chúng tôi, khi mặc trên mình cái trang phục áo dài thì cũng là niềm tự hào của chị em, khi nhất là khi giao dịch tại công sở. Mà đối với ngành của chúng tôi là ngành nghề kinh doanh đặc biệt liên quan đến tiền, thì khi mặc trên mình những cái bộ đồng phục như thế này thì cũng thể hiện được cái trách nhiệm, cái đạo đức của mỗi một cán bộ trong công tác giao dịch hàng ngày. Đối với cái áo dài thì là cái trang phục truyền thống của Việt Nam, là một cái tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Thì là như chúng tôi cũng biết là trong năm 2020 thì Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình là tuần lễ cái áo dài làm coi như là cái di sản văn hóa của Việt Nam, thì cũng là thành công, là tương đối là rực rỡ. Thế thì tiếp tục là trong năm 21 này thì cũng giữa công đoàn cũng như là Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng có tổ chức là cái tuần lễ áo dài. Thì đối với Agribank chúng tôi thì sau khi nhận được các cái văn bản thì chúng tôi cũng đã có những cái hưởng ứng rộng rãi và thiết thực bằng các cái văn bản tuyên truyền rộng rãi đến toàn bộ cán bộ công nhân viên chức của đơn vị, phát động cái tuần lễ áo dài là thực hiện là từ mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 3. Áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam. Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát động tuần lễ áo dài. Tại cơ quan, công sở, nữ công chức viên chức, nữ thanh niên hưởng ứng sự kiện bằng việc mặc áo dài khi làm việc. Hình ảnh của những công chức viên chức mặc áo dài trong khi làm việc đã tạo nên một nét đẹp văn hóa ở công sở. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tổ chức cuộc thi Phụ nữ Lai Châu duyên dáng áo dài với hình thức trực tuyến trên mạng xã hội. Chương trình thu hút hàng trăm thí sinh tham gia, góp phần lan tỏa sự ảnh hưởng của tuần lễ áo dài. Áo dài Việt Nam thì mình cảm thấy là rất đẹp và ý nghĩa. Khi mình mặc lên bộ áo dài, mình cảm thấy là tự tin hơn và mình cảm thấy tự hào về trang phục dân tộc mình. Khi mà mình học cấp 3 ấy, thì cũng được các cô nói về cho ý nghĩa của tà áo dài. Thế từ cái ý nghĩa của tà áo dài là cái truyền thống, nói lên cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Thì từ đấy là các ở trường của mình đã cho tất cả nữ sinh là đều mặc áo dài vào thứ hai hàng tuần. Chúng mình cũng có những rất nhiều những cái kỷ niệm đẹp của thời học trò đấy, thời học sinh cấp 3 với tà áo trắng. Ví dụ như là những cái buổi mà sinh hoạt chung ở dưới sân trường, nhưng những cái kỷ niệm mà cũng có những kỷ niệm đáng nhớ là đạp xe đi học ấy, thì từ nhà đến trường ấy, tà áo dài nó vướng vào xe, đấy cũng là những kỷ niệm rất là đẹp và nhớ thời học sinh của mình. Qua chiếc áo dài, phụ nữ Lai Châu biểu lộ tình cảm, tình yêu với quê hương đất nước, sự tự hào với trang phục truyền thống của dân tộc.
Sự hưởng ứng phong trào trong tuần lễ áo dài không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh mà còn để tiếp tục tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của phụ nữ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 tháng kết thúc vụ sản xuất chè năm 2020, ngày 6 tháng 3, công ty cổ phần trà Than Uyên đứng chân trên địa bàn huyện Tân Uyên chính thức ra quân sản xuất vụ chè xuân năm 2021. Công ty cổ phần trà Than Uyên là đơn vị sản xuất nông nghiệp, kinh doanh các sản phẩm chè có vùng nguyên liệu trên 430 ha và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho trên 700 ha chè dự án. Hàng năm sản xuất được trên 2.000 tấn sản phẩm chè khô các loại. Với doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 100 tỷ đồng một năm, tạo công ăn việc làm cho trên 200 cán bộ, công nhân viên và hàng nghìn lao động thời vụ là nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đảm bảo niên vụ sản xuất 2021 đạt hiệu quả cao ngay từ những ngày đầu ra quân thu hoạch, chế biến. Cuối năm 2020, công ty đã tiến hành đốn, sửa chỉnh tán chè, chuẩn bị phân bón, nhất là phân hữu cơ và tính toán thời gian đốn để sang năm mới, thời gian thu hái chè thuận lợi sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng và hoàn thiện tất cả các hạng mục, máy móc phục vụ chế biến sản phẩm chè khô. Sau khi kiểm tra trên đồng đồi, đánh giá mức sinh trưởng của cây chè rất tốt và hoàn tất công tác chuẩn bị từ xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, thu hái, quản lý nhóm hộ đến hướng dẫn kỹ thuật thu hái nguyên liệu có chất lượng tốt. Ngày 6 tháng 3, công ty chính thức tổ chức thu hái chè và chế biến các sản phẩm chè khô. Kết thúc ngày đầu tiên, sản lượng chè búp tươi đưa về nhập xưởng đạt 15 tấn. Thực hiện các quyết định của Ủy ban Nhân dân Sìn Hồ về việc xử lý tài sản là vật chứng của các vụ án hình sự, Hạt Kiểm Lâm huyện đã tổ chức thuê xe vận chuyển số vật chứng về Hạt Kiểm Lâm với khối lượng là 20,812 mét khối gỗ các loại, trong đó 7,073 mét khối gỗ nghiến, 3 mét khối gỗ pơ mu, 10,739 mét khối gỗ xấu. Hiện nay, toàn bộ khối lượng gỗ trên đang được Hạt Kiểm Lâm quản lý. Bên cạnh đó, Hạt cũng tăng cường quản lý chặt chẽ 6 cơ sở chế biến kinh doanh gỗ. Qua kiểm tra rà soát, nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến không phát hiện cơ sở chế biến có dấu hiệu sai phạm. Các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về chế biến kinh doanh gỗ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhà máy thủy điện Hua Trang, huyện Tân Uyên đã luôn chú trọng công tác vận hành, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày càng phát triển. Đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, nhà máy thủy điện Hua Trang, huyện Tân Uyên có tổng công suất là 10,2 MW, cung cấp sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng hơn 40 triệu kWh. Song song với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, công tác an toàn trong vận hành cũng được đơn vị coi trọng. Việc phân ca kiếp trực vận hành, xử lý công việc theo chức trách, chuyên môn nghiệp vụ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài lịch bảo dưỡng trang thiết bị máy móc theo định kỳ, các ca tổ sản xuất cũng có lịch vệ sinh thiết bị, môi trường, khuôn viên khu vực nhà máy, qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục xử lý sự cố, cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe con người, tăng độ bền cho máy móc thiết bị. Trong quá trình sản xuất, nhà máy cũng cải thiện môi trường làm việc, kiểm định thiết bị với yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn lao động, phân công lãnh đạo trực an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Cán bộ kỹ thuật là những người được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ. Sản lượng của 2020 ở tại nhà máy thủy điện Hua Trang đạt sản lượng là trên 39,7 triệu kWh, doanh thu trước thuế đạt trên 39,6 tỷ đồng. Tổng doanh thu sau thuế của nhà máy năm 2020 đạt mức 50 tỷ đồng. Kế hoạch 2021 của nhà máy thủy điện Hua Trang là công ty đề ra là phấn đấu với kế hoạch đạt trên 40 triệu kWh và doanh thu sau thuế đạt mức trên 51 tỷ đồng. Định kỳ hàng năm, nhà máy cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động do các bộ ngành chức năng có liên quan tổ chức. Cán bộ nhân viên trong các ca trực tuân thủ nghiêm các kế hoạch về sản xuất, phòng chống cháy nổ của đơn vị. Định kỳ được khám sức khỏe, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, giải quyết đúng thủ tục các chế độ phù hợp với điều kiện lao động, góp phần đảm bảo sản xuất an toàn và kiên quyết không để xảy ra tai nạn lao động. Ngoài ra, đơn vị còn phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất như ca trực an toàn hiệu quả, an toàn lao động là trên hết,
sửa chữa, bảo dưỡng, trùng tu thiết bị, máy móc, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nhà máy thủy điện Hua Trang cũng luôn luôn đảm bảo các chế độ lương thưởng đầy đủ, lãnh đạo đơn vị quan tâm, động viên, giúp đỡ người lao động yên tâm công tác. Là một người công nhân vận hành của nhà máy thủy điện Hua Trang thì trong quá trình thực hiện công việc thì tôi cũng luôn thực hiện tốt nhất công việc được giao. Nằm trên con suối Hua Trang là nơi hợp dòng của các khe nước nhỏ từ dãy núi Hoàng Liên Sơn đổ xuống. Nhà máy thủy điện Hua Trang không chỉ có tính năng sản xuất điện mà còn điều tiết nguồn nước, ngăn ngừa lũ ống, lũ quét vào mùa mưa, đảm bảo cho hoạt động sản xuất hoa màu của người dân ở thị trấn Tân Uyên. Linh hoạt trong triển khai thực hiện các giải pháp vận hành an toàn, kịp thời quan tâm động viên đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy thủy điện Hua Trang, an toàn, đảm bảo điện năng cung ứng vào hệ thống lưới điện. Những ngày qua, trước diễn biến khó lường, đáng lo ngại của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đồn biên phòng Pa Tần đóng quân trên địa bàn xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ đã phối hợp với chính quyền địa phương duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh nơi tuyến đầu biên giới với hàng trăm buổi tuyên truyền, cấp phát tờ rơi và khẩu trang y tế cho người dân, góp phần nâng cao ý thức cũng như chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong những ngày qua, công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đã được đồn biên phòng Pa Tần thực hiện nghiêm túc. Đồn đã thành lập 3 tổ chốt chặn trên biên giới và 1 tổ kiểm soát lưu động tại khu vực trung tâm xã. Mỗi tổ gồm 4 cán bộ biên phòng và 3 dân quân xã, thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới, nhằm ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh môi trường, ăn chín uống sôi, thường xuyên đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn phòng bệnh. Chúng tôi được bên phòng này, được trưởng thôn này tuyên truyền là dịch bệnh này rất nguy hiểm. Chúng tôi đi ra ngoài đeo khẩu trang này, rửa tay bằng xà phòng này, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa xung quanh nhà, không hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Đồn biên phòng Váng Ma Chải được giao quản lý địa bàn xã Pa Tần, bảo vệ gần 13 km đường biên giới, gồm 6 mốc giới. Mặc dù trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào xuất nhập cảnh trái phép và nghi mắc COVID-19, nhưng đồn đã chỉ đạo các tổ công tác tăng cường lực lượng tuần tra, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tại doanh trại, đơn vị không tổ chức ra ban, hội họp, yêu cầu người nhà chiến sĩ không đến thăm trong thời gian này, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bộ đội như kiểm tra thân nhiệt 2 lần trên ngày, khuyến khích rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, súc miệng bằng nước muối, đảm bảo duy trì quân số khỏe trên 98% theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền, nhất là cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chấp hành tốt các cái công tác phòng dịch trước cái tình hình diễn biến phức tạp như vệ sinh tập thể xung quanh doanh trại, rồi vệ sinh cá nhân từng phòng, tổ chức phun sát khuẩn nhà ăn, nhà ở, rồi nơi sinh hoạt tập trung đông người. Ngoài ra thì tham gia khám chữa bệnh cho bà con nhân dân, tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt cái công tác vệ sinh phòng dịch, giúp cho công tác phòng dịch bệnh được tốt hơn. Luôn đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan nhưng cũng không hoang mang dao động, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Tần kiên quyết không để dịch xâm nhập vào địa bàn, khẳng định lực lượng biên phòng đã và đang làm tốt vai trò là tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khu vực biên giới, tạo lòng tin giúp người dân địa phương yên tâm vừa chăm lo sản xuất vừa bảo vệ sức khỏe.